Chào bên em bánh kênh Bò CB. Đây là giới thiệu bên em một cái cây hạt châu xung câu đời đầu với nha, rất là to luôn. Tay cành nó là làm hết à. Tay cành là sao? Tay cành xương làm ngón tay hết à. Và đang kéo hoa quý nha, kéo hoa nè. Trước nó cũng ra trái rồi quý nha, chim đang hết rồi. Đây đang nuôi tay chi, đang ra hoa. Thì hòn gốc, cái gốc này là khoảng 20-25. Ba góc như thế này là mỗi góc khoảng 25, 25, còn góc dưới này thì khoảng 60-70. Cây này thì 20B nha quý nha, hàng lớn. Anh em yêu cầu giao lưu alo với số thoại Zalo 0932411987 quý nha. Tay xương làm ok hết rồi. Xuống xẻ xương là quấn tiếp rồi quý nha. Quấn sơ để xẻ xương xương giật. Đây có hoa rồi quý nha. Đó, đây có hoa. Hoa là quý nha. Anh em mà yêu thích alo và số thoại Zalo 0932411987. Hôm trước cũng có hoa phía trong có trái nông này, do mình mới bấm đọt với nè, nó lắp đọt mới nè. Nếu yêu thích alo cho mình ha, số thoại Zalo 0932411987. Cây bán ra là bảo hành cho quý anh em luôn, mình phải đứng rất là xa, khoảng cách hơn từ 1m5. Quay cây này để nó chạy rất là đều dùng với nhau. Cây này cây zin không ghép gì hết nha. Những cái tay đây là nó muốn riết rồi, chuẩn bị phải mở nó rồi. Mở đây là thẻ luôn, không có còn làm gì nữa nè, để tự nhiên luôn. Trời ơi, hỏi này. Nghĩa là mở ra là ok luôn, nhau không? Bên em không có làm gì, không có lấy dụng cây này thành phẩm rồi. Về bấm giật anh em chơi thôi. Mình yêu thích những cái tác phẩm đời cận đời đầu á. Alo cho mình, với số thoại Zalo 0932411987. Trồng lá rất là đẹp nha quý nè. Xung mà quý nè, bình thường lá nhà xíu quý nè. Trồng lá rí mà lá xung này kiểu như lá nhại quý nè. Cây này anh em phải phải chơi rồi. Rất đẹp nha, đọt này đọt đỏ rực luôn. Rồi anh em yêu thích alo ha, với số thoại Zalo 0932411987. Cây này rất là to, nặng, cây zin không ghép. Anh em nhìn cái lá zin nè. Mình chơi toàn hàng zin không nhau quý nè, không hàng ghép ha. Cây này cây tam đa. Rồi anh em nhu cầu giao lưu alo với số điện thoại Zalo 0932411987. Cái kìa hoa trên đọt nè quý nè. Đó, hoa đọt ha. Mà mình không cần quý nè, mình bấm bỏ hết à. Cái trong phía trong nè quý nè. Trong cái này. Mình không cần thiết là phải có hoa đâu quý nè. Cây mình chọn giống là chuẩn, mình nuôi thôi. Mình nuôi thành phẩm đó, mình hưởng thụ tác phẩm. Rồi cảm ơn quý nè, anh em nhu cầu giao lưu alo với số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý nè rất nhiều nha.